Anh chào các bạn. Nay mình quay cái cảnh farm nuôi gà này ở bên Úc nha các bạn. Ngày đất farm rộng của ông anh quen các bạn. Lại giống cảnh Việt Nam rồi các bạn. Chân này là dịch xiêm nha các bạn. Số lượng cũng nhiều lắm các bạn, nuôi là đóng chuồng dán mình đóng vòng với mấy cây pha lệt cây các bạn. Rau cải với thức ăn nữa các bạn. Rồi chào cái nhớ Việt Nam. Gà này em nói không? Có nhiều dịch luôn các bạn. Mình có ngăn ngăn ra từng từng khu cho các bạn. Vô đây. Giờ đi ăn ở ngoài nhiều quá, còn ở đây ít nữa. Máy ấp trứng nha các bạn. Trứng mà mình ấp qua thống máy về nó mùa đông lạnh nha các bạn, nó đỡ hư trứng rồi đó. Mùa hè thì ấp thì thấy nó chất lượng hơn, nhưng mà mùa đông lạnh rồi gà nó phóng là phóng trứng nha các bạn. Phóng trứng cái lạnh trứng á. Ấp nó không có điều được. Cái lòng thành phố nhưng mà có cái chỗ nuôi gà phong gà các bạn. Này mới nở nhìn dễ thương các bạn, mới được vài ngày. Có bạn mà mới nở mình để riêng vậy là nó ít cái bị hao bị chết nữa mà để mà lum hết trơn đông quá nó dậm cái chết. Rộng vậy là đóng rộng này nuôi nó cũng nhiều lắm.
cháo. Vậy là rồi mà đang tiết canh này mà được lớn rồi. Tuốt ngoài xa ngoài gà đi hết rồi. Lót ổ nha các bạn, giống như Việt Nam mình nuôi ha. Hôm nay nuôi cho ăn thức ăn nhiều quá mà. Ở đây khoa mà anh có rau cải kia mà gái cho nó ăn thôi. Xa có đàn bò ăn mà thấy nhóc bò đây nuôi bò nó phải như cái lồng lớn. Thank you.